cố lên hiếu ạ. Hoàng đưa bạn về cẩn thận nhá. Dạ vâng ạ, cô cứ yên tâm bảo em ạ. Cô ơi, cô bảo bạn Tiến mai cho em mượn vở chép bài cô nhá. Em chỉ nghỉ buổi nay thôi ạ, mai em đi học bình thường ạ. Ừ, thôi được rồi, cứ đi về xem tình hình thế nào đó nhá. Dạ vâng ạ. À, thôi, cố lên hiếu ơi. Được rồi, lên thì tao cõng. Nào. Nào, lên đi, lên đây. Đấy. Em chào cô ạ. Dạ, em chào cô, em về ạ. Hiếu ơi, cố chịu nhá, tao chạy nhanh đấy. Không mất ra đường thì chết. Hoàng ơi, cho tao về nhanh lên, tao đau quá rồi Hoàng ơi. Ôi giời ơi, chắc tại tao tiếc của dáng ăn củ khoai thiêu. Ôi giời ơi, giờ đau quá, nhanh lên cho tao về đi. Đi xuống đây. Ai ôi Hoàng ơi, tao đau thế này mà sao mày thả tao mạnh thế. Ai ôi, tao đau quá, cho tao về nhanh lên. Đi đi, về đi. Này, thoát vai đi. Diễn thì diễn rõ sâu ấy, cô vào trong lâu rồi. Đau lưng thật đấy, cười cái gì? Hôm sau đến lượt tao đau bụng ấy nhá. Giời ơi. Mà giả vờ ấy, giả vờ nó vừa phải thôi à. Ngồi đằng sau cứ bối với cả véo, ai mà chịu được. Còn cả cái thi thể này của mày ấy này, béo béo như con lợn ấy, chả chịu ngồi im, cứ con quà con quậy ấy. Thế lúc đấy nhớ mà rơi thì lộ ấy làm nào. Mày phải biết rồi. Thôi, bây giờ quán nét thẳng Tiến nhá. Chả thế thì không. À, thế nhưng mà nay đấu với bọn lớp nào đây? Bọn lớp E thì bọn nào? À thế à? Thì đi chiến luôn. Ây ôi, đau quá. À, không biết là buổi sáng con Nhung còn đấu chúng ta ăn cái gì ấy. Thế mà bây giờ tao đau bụng không chịu được kiểu à. Học hết năm tiết thì chịu làm sao được. Cả đang là vài tiết 3 là hợp lý rồi đó. Mày bị điên à? Đau bụng sao ôm tay? Ôi, đau bụng quá. Tao đau quá Hiếu ơi, mày phải đưa tao về đi. Tao không chịu được nữa đâu. Đúng rồi, đau bụng này là phải về. Không nhớ ngất cho đây cái chết đấy nhở. Đúng rồi, đau lắm. Này, nay vẫn đấu bọn lớp E. Ừ, chúng nó đợi ngoài quán rồi, nhanh lên. Ôi, thôi nào đừng kêu, nó biết đau rồi. Khổ quá thôi. Anh Hiếu. Ây ôi, đau bụng quá. Anh trời ơi, đau bụng phải về rồi. Này, hôm nay đến lượt tao đau bụng cơ mà. Ôi trời, chết rồi, nhầm. À, thằng Hoàng đau bụng quá, y tao thế. Nó đau bụng quá, tao phải đưa nó về, không phải nó chết rồi này đấy. Với lại hôm nay con Duy cho nó ăn gì mà nó đau bụng thế không biết, cái thằng này đúng không? Đấy. Ôi này, anh không phải gắt lửa vào tay người xấu đâu. À, người tốt đâu. Tháng nay rõ ràng là tay anh Hoàng, anh ấy dán trứng cho em ăn. Anh còn giới thiệu với em là trứng bóng đêm hơi hướng đại dương, vừa cháy vừa mặn ra, em chả kêu đau bụng thôi, bù lu bù loa cái gì. Chính vì là tao đấu cho mày, cho nên là tao mới nếm thử. Đấy, đúng rồi, tao nếm thử. Thế thành ra là tao mới đau bụng ấy chứ. Đây này, chân tay tao nhũn nhiều đây này. Ủa hiểu đỡ tao đi. Thế nhưng mà em thấy nó sai sai ở đâu á? Đúng rồi, em cũng thấy như thế. Bình thường nhá, đi ăn đi chơi á, ăn bao nhiêu món, cả chín cả không chín, thế nhưng mà vẫn không đau bụng. Ăn từ món phản khoa học đến phi vật lý vẫn không đau bụng. Lúc đấy nhá, em nghĩ là anh Hoàng á phải có một chiếc dạ dày thép. Thế nhưng mà không hiểu sao hôm nay lại đau bụng nhở? Chỉ có một khả năng, đó chính là ôi tôi chết rồi, thằng này nó đau bụng quá, nó ngất rồi chúng mày ơi. Thôi tao phải đưa nó về đây, gặp nhau sau nhá. Chúng mày cứ lo học hành đấy, đừng lo bọn tao nhá. Ôi tôi chết Hoàng ơi. Chị Nhung ơi, có khi nào anh Hoàng đau thật không? Đau đến nỗi mà ngất đi cơ mà. Có khi thế đấy. Tại vì sáng nay anh Hoàng đấu với chị ạ, chị nhìn kinh quá, chị không ăn, chị đổi cho chó. Chó còn không muốn ăn cơ mà, chắc tại anh Hoàng nếm nên mới bị đau bụng. Ồ, chắc là bọn mình đa nghi quá rồi đấy. Thôi đi xuống căng tin đi, hôm nay ăn mời. Đi. Khoan. Sao đấy Tuấn tỉ? Hay là nước quên không gọi nhà đạp à? Không. Hay là người ta không nhớ là anh dặn không cho đường? Mà thôi khổ quá. Uống tí đường không béo được đâu. Mà anh béo sẵn rồi, béo tí nữa không ai phát hiện ra đâu. Tóm lại là không phải những cái gì chúng mày nói. Chúng mày dạo này có thấy thằng Hiếu với cả thằng Hoàng hay ốm xong rồi xin về không? Cũng đúng nhỉ. Anh Hoàng nhà em dạo này hay ốm, tuần này phải xin về 3 lần rồi. Anh Hiếu nhà em cũng thế chị Nhung ạ. Đấy, mình là bạn của chúng nó. Chúng nó ốm đau liên tục mà không hỏi han chúng nó được một câu. Tao nghĩ
bọn mình là bè chứ chả phải bạn đâu. Thảo Hán, đúng là anh trai của em. Mà Nhung với cả Thảo, anh Hiếu với cả anh Hoàng á, bị ốm như thế thì ở nhà có biểu hiện gì không? Anh Hiếu nhà em á, bình thường thì hay bị đau bụng, với lại lúc chạy thể dục thì ngay bị trẹo chân. Ở nhà thì vẫn bình thường thôi, chỉ có một điều là không đi lại được. Anh Hoàng nhà chị cũng đau bụng, đau đầu. Mà y rằng hôm nào xin về vì đau bụng đau đầu á, là không cọ chúng chó được. Này, thế bây giờ bọn mình mua cái gì đến cho chúng nó thì hợp lý nhỉ? À, hay là mình mua xoài dầm đi các anh chị ạ, cái đấy ngon. Đúng là Thảo Tố, ốm ai lại đi mua xoài dầm, bánh tráng hợp lý hơn ấy. Ôi anh Tuấn, em tưởng có mỗi cái Thảo nó bị tổ, hóa ra cái Nhung nó cũng tổ à? Nhung ơi, tao thấy mày không xứng đáng với cả cái danh hiệu hoa khôi đâu. Ai cục xúc, mày nói đi, đi thăm người ốm là phải mua cái gì? Mua bánh mì. Ồ, anh Tuấn này, thì cái ăn nhà anh cũng tổ, kém gì em đâu. Ai đời đi chơi người ốm mua bánh mì. Mọi người chả biết gì cả. Người ốm ấy thì anh em họ hàng người ta đến thăm, người ta sẽ mua sữa đấy đúng không? Đúng. Thì bây giờ mình mua bánh mì đến cho người ta chấm bánh mì với sữa, chẳng ngon quá còn gì nữa. Hay. Được chứ, thông minh. Em có 20.000. À, có 20 rồi à? Đây. Tao góp thêm 50 nữa nha. Mua bánh mì ăn chấm sữa coi ăn đến sáng năm. Này, hôm nay tất cả mọi người đều học 4 tiết đúng không? Hết 4 tiết mình về cùng đi nhá. Ừ, chứ còn gì nữa. Để tao cầm tiền quỹ. Nào kìa, bắn người không bắn đi bắn gà kìa. Thế à, thế chờ tí. Rồi, lên đi rồi. Đó, lên đi. Mày đâu? Tao đang bắn gà. Ơ, cái tặng, thế mà còn bảo tao là không bắn người cứ đi bắn gà. Tao đố mày tìm được cái thằng nào mà chơi cái trò này thấy gà mà không bắn ấy. Mày... Ờ, công nhận. Thì làm gì có thằng nào thấy gà mà không bắn nữa nhỉ. Kìa là người kìa. Hiếu ơi. Hả? Ai? Hả? Alo, Nhung à. Alo anh Hoàng à, anh vẫn đang ở nhà chứ? Đỡ đau bụng cho anh có thèm ăn gì không? Đi học về em mua cho. Thôi, anh không ăn đâu. Anh đang mệt lắm, anh muốn ngủ thôi. Mày cứ ăn đi nhá, anh ngủ đây, Ôi mệt quá rồi. Giết được không? Giết mày đi. Ui, mày có vẫn chưa chết. Vào đi. Nhảy. Lên đây nào. Kìa. Cả anh Hiếu nhà em cũng chưa về. Em chắc chắn á là hai anh ấy đi cùng với nhau luôn. Láo thật đấy. Dám giả vào ốm đau để trốn học. Bố mẹ ở nhà thì còng lưng ra kiếm từng đồng cho con đi học. Còn cái ở nhà trốn học. Đi mọi người. Đi đâu đây? Thì đi bắt tại trận chứ sao. Hai ông ấy mà đi với nhau ạ thì không còn chỗ nào khác ngoài quán nét. Đi. Là ông lếu. Lên kìa. Mày lên đi, mày đâu có bắn tao kìa. Rồi. Tao làm việc cứu con tin. Cứu làm gì nó chết kìa nó. Tiên à, con đi mày cứu. Có tiền nó mua súng cho mày. Khoan. Anh khoan cái gì hả? Nên như thế này rồi á, không thể để như thế mãi được. Tao không muốn chúng nó thế này, nên là tao mới bảo là khoan đấy. Là nào? Là nhá, bao nhiêu lần mình bắt chúng nó ở quán net, mời cả phụ huynh lên. Thế nhưng mà chúng nó có chừa đâu, đúng không? Vậy có nghĩa là mình bắt chúng nó chỉ giải quyết được vấn đề lúc này là lôi chúng nó về, chứ không thể dẹp bỏ cái tư tưởng trốn học đi chơi điện tử được. Đúng không? Thế nên là tao quyết định đi về. Ê, không được. Chúng nó phát hiện bây giờ. Nó là như thế này, vào đây. Ôi, Hoàng ơi, mày cho tao về đi Hoàng ơi. Ôi, tao bị con ong đốt đau quá Hoàng ơi. Ôi trời ơi, mà hẳn là con ong mắc cày đã. Ôi trời ơi. Ôi, tao biết rồi. Đây, cho tao đưa mày về nhá. Tao cũng bị ong đốt mà, chứ nhưng mà nó đốt tao nhẹ thôi, tao vẫn chịu mày được. Tiền sư cái con ong bỏ vẽ nó bay nhanh thế chứ đấy. Nó bay nó đốt xong nó bay đi tao mới biết đấy. Đấy. Ôi giời ơi, cái thằng này. Sao ông vỏ ve mà ông bắp cày chung một tổ là thế nào? Tao quên mất. Ông bắp cày, ôi dồi ôi, thôi đi về đi nào. Ôi đau quá chứ, bảo đưa tao về đi Hoàng. Tao biết rồi. Này. Đã. Đấy mày đau chân phải cơ mà. Tôi chết. Ai rồi Hoàng, đi về đi Hoàng ơi. Đấy, tao cũng bị đau mà, nhưng mà mày đi chậm thôi, tao không đi theo được mày đâu. Thì nhà quan, hai con yêu quá nhà tao với mày, với con ăn thằng Tuấn đâu. Yên tâm,
chúng nó về sớm, về từ tiết 3 rồi. Anh em mình cứ đi chơi tiết 4, tiết 5 như bình thường. Đấy, lúc về á, chúng nó biết làm sao được. Ê, thế thì tốt quá rồi. Đấy, bây giờ quán nét thẳng tiến thôi. À. Ê, thằng kia. Đau quá rồi, ông đốt rồi. Ê, đau. Ở thằng này, mày đau chân phải cơ mà. Chân phải. Cái gì mà đau quá thế này. Mà tao tưởng mày về rồi cơ mà. Đúng vậy, tao về rồi. Thế nhưng mà, nhìn này. Tè tè. Ôi giời. Chúng mày làm gì đấy? Đâu, bọn tao có làm gì mày đâu. Chỉ là bọn tao đang quan tâm đến hai đứa chúng mày. Dạo này á, thấy chúng mày hay ốm quá, nên là bọn tao bàn với nhau là đưa chúng mày đi khám, chữa cho nó triệt để. Chứ không cuối cấp rồi. Đi học kiểu này thì cứ nửa buổi về thì bao giờ mới đỗ tốt nghiệp hả? Chúng mày đưa nó đi khám. Ê, cái gì đấy? Cho nó đi khám. Ê, taxi ơi, taxi ơi. Này, mày nhớ là mày đau chân phải đấy nhá. Thì đỡ diễn cho nó cẩn thận mà. Nó mà lộ ra một cái là tao chết dở với con dê nhà tao đấy. Biết rồi. Mà này, tự dưng hôm nay bọn nó tốt thế nhỉ? Nó cứ kệ bố mình như kiểu bạn người ta, có phải đỡ vớt không, đúng không? Lỡ hẹn nó bọn lớp E rồi, tự nhiên ngồi đây. Hôm qua thua tới đằng cày, hôm nay học mấy skill thì phải ngồi đây. Phục thủ kiểu gì tạo để cho kêu. Này, vượt qua được cái ải này đi đã rồi tính nhá. Chứ để lộ ra cái việc bấy lâu nay ta với mày cứ giả vờ ốm để đi chơi điện tử lủng cả lũ đấy. Mày cứ yên tâm, không phải lo, hiểu không? Tao ông hoàng diễn xuất, chúa tể nhập vai rồi. Mày cứ không phải lo cho tao, mày lo cái thân mày đi, mày hiểu không? À, bệnh nhân đây rồi, để tôi khám cho. Bác sĩ ơi, bác sĩ, dạo này hai thằng bạn cháu hay bị ốm lắm, nên là bác sĩ khám kỹ vào cho cháu nha. Rồi, yên tâm, tôi sẽ khám kỹ cho. Vâng. Rồi, hai người này, ai khám trước nhỉ? Thằng này á, thằng này khám trước ạ. Thôi được rồi, cậu Túc Vàng, ngồi đuôi kia, con cậu này, nằm xuống. Nhanh lên. Thằng chó hoàng nhá, mày nhớ mặt tao đấy. Thế hồi này cậu hay đau ở đâu? Cháu. Ôi bác sĩ ơi, anh trai cháu á, dạo này hay bị đau bụng bác sĩ ạ. Mà nhá, thường đau vào tiết 3, tiết 4 ở trong trường ạ. Đang đi học lại phải về, về nhà cái lại hết ngay. À thế ạ, để tôi xem ạ. Ôi tôi chết rồi. Không ổn rồi. Cháu làm sao hả bác sĩ? Trong bụng cậu có một khối u rất lớn. Hả? Cần phải tiến hành mổ gấp. Ôi trời ơi. Ui, bác sĩ ơi, thế bác mổ gấp cho anh cháu luôn đi ạ. Chứ ngày nào cũng đau bụng thế này không ổn đâu. Thế được rồi, để tôi mổ luôn nhá. Ôi trời ơi, bác sĩ ơi. Bác sĩ đừng mổ cháu, bác sĩ. Cần gì cháu sợ lắm. Ôi trời ơi, bác sĩ thế này là cháu thấy máu rồi, cháu sợ rồi, cháu chết trước. Cả vì sợ có u đây. Bác xem có cách nào mà không cần mổ ạ. Thế là cần. Cách à? Cách thì cũng có đấy, nhưng mà khó, sợ cậu không làm được. Thôi, cứ để tôi mổ cho nó nhanh. Ê, bác sĩ ơi, cháu lại bác sĩ đừng có mổ bụng cháu. Khó đến mấy cháu cũng làm được mà, đừng có con cái này đi nè. Thôi được rồi, đây là một khối u được sinh ra do ăn uống, sinh hoạt không điều độ. Giờ chỉ cần ăn là ăn, học là học, chơi thì phải đến giờ chơi mới được chơi. Thế thì khối u nó mới tự biến mất được. Dạ bác ạ, cháu thề, cháu hứa từ giờ cháu sẽ ăn uống sinh hoạt đầy đủ, gọi là học ra học và chơi ra chơi, phải làm gì cũng làm, chỉ cần không phải mổ bụng bằng cái con dao to tổ bố kia để mổ trâu là cháu ok ạ. Anh nhớ nhá, anh nói là anh phải làm đấy. Bác sĩ ơi, bọn cháu có số điện thoại của bác sĩ rồi, anh cháu mà điều trị sai phác đồ cái cháu gọi bác sĩ đến mổ luôn. Con mặt giặc kia nhá. Thôi được rồi. Nào, đến cậu Tốc Bàn kia. Hả? Là tôi khám cho xem nào, nhanh lên. Mày chết rồi. Nhanh lên, cứ lẻ ma này mày cho bác khám cho. Cho đi. Nào, nó bị sao? Ba, anh cháu đau chân, đau cả bụng nữa. Nó cứ xen kẽ nhau, thứ 2, thứ 6 thì đau chân, thứ 3, 5, 7 đau bụng. Còn chủ nhật thì đau tay, không còn được chúng chó. Thôi được rồi. Nào cậu này, ngồi cao cao lên đây khám xem nào. Dạ. Nhảnh này rồi.
Không ổn rồi. Ô, sao lại không ổn hả bác? Làm sao mà đầu băng lắc lắc ghê vậy? Cậu ấy nặng lắm, khả năng phải cắt cả chân cả đầu. Ôi, biết cắt chân cả đầu rồi, đầu cắt chân em. Thì bác sĩ ơi, thì có phương án như cái thằng này của bác sĩ, cháu có cách nào mà chữa được nhưng không phải cắt chân cắt đầu không ạ? Không được. Ôi, cắt đầu còn gì đâu, cắt cái còn gì đâu, làm thế nào bây giờ? Làm thế nào cậu bây giờ? Không được thế, mà cậu phải làm hơn thế. Mọi người học, cậu phải học. Mọi người chơi, cậu mới được chơi. Mọi người ngủ, cậu phải ngủ. Cộng với một việc là phải cọ chuồng chó một năm. Ê, được, cháu làm được ạ. Thôi, thế là tốt rồi. Hai anh nhớ làm theo những gì bác sĩ dặn đấy nhá. Mọi người có số bác sĩ hết rồi đấy. Làm sai á, gọi bác sĩ đến xử lý các anh. Không, bọn ta làm được mà. Bác sĩ làm gì? Thế thôi, các anh chào bác sĩ đi để con đi về. Cháu chào bác sĩ ạ. Cháu chào bác sĩ ạ. Lên cặp đi. Ơ, thằng Hiếu, hết đau chân rồi hả? Ôi, ai hỏi? Không phải đâu, đau, còn đau chứ, đau lắm. Thế nhưng mà sợ quá quên mất. Thằng ngớ kia, mày đau chân phải không mà sao ôm chân trái? Mày quên mất. Đi về, đi về. Trời ơi, đúng là hai cái thằng nhát gan. Cách này của anh Tuấn hay thật đấy. Mặt hai đấy nhá, cắt không còn một giọt máu. Chả cắt không còn một giọt máu lại không à? Anh Hiếu với cả anh Hoàng nhá, nếu mà bảo là bị đau chân thật thì sẽ bị bác sĩ xử lý, còn nếu mà bảo là bị đau chân giả để trốn học thì sẽ bị Thảo với cả Nhung về mách mẹ. Anh Tuấn đúng là đỉnh thật đấy. Ôi giời ơi, chả đỉnh thì không à. Ôi chú Vũ, chú tìm cái gì đây? Thì cái hộp đánh giày của chú đâu nhỉ? Ôi cái hộp đánh giày cháu để dưới nhà xe rồi. Đây, cháu gửi chú 200.000 tiền công nhá. Chú xin nhá. Lần sau cứ có vài gì diễn thì nhớ bảo chú nhá. Vâng. Chú thích làm diễn viên lắm ấy. Ôi thế à? Thế lần sau cháu lại gọi chú nhá. Ok, nhớ nhá. Vâng. Chú về đây. Vâng, bà chú nhá. Đi, đi. Ây dồi ôi Hoàng ơi, tao đau bụng quá Hoàng ơi. Ôi dồi ôi, đau quá rồi. Này, có mình mày đau ấy. Thế nhanh lên vài không, kiểu không kịp bây giờ ấy chứ. Nhân danh sao đỏ, tao yêu cầu chúng mày quay lại trường nhá. Mới tiết 3 mà đã về rồi. Hay là lại đau bụng hả? Bọn tao gọi bác sĩ nhá. Không. Không thì đi vào trường đi chứ còn gì nữa. Nhưng mà không được. Thôi, các anh đừng có bàn lý do. Các anh lại định lý do để ra quán net chứ gì. Em đi dép cho một các anh rồi. Khổ quá, không phải bọn tao ra quán net. Bọn tao đau bụng thật. Hôm qua ăn ổi luộc. Đây rồi, nước trôi rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần cho ổi vào luộc lên. Đây. Anh Hiếu ơi, em chưa ăn ổi luộc bao giờ ấy. Liệu có bị sao không anh? Bị chứ. Bị ngon đấy. Em thấy nó không ổn lắm đâu anh ạ. Không ổn mày đừng có ăn. Này, mày đừng có mà nghi ngờ siêu năng lực của thằng Hiếu nhá. Nó nấu 100 món, món nào cũng ngon. Đây này, anh nhân chứng sống này, anh đảm bảo cho mày. Đấy, hảo bạn. Ôi thế nhưng mà anh Hiếu ơi, lừa trong bao nhiêu phút hả anh? Tao không biết đâu, nhưng mà lâu phết ấy. Cứ để lâu lâu ấy, xong thì thỉnh thoảng mở ra, chọc cái đũa vào ổi. Nếu mà xiên vào được ấy, thì là ổi chín nhá. Mà trong lúc chờ ổi chín, con Rê, cho tao biết đường. Làm gì anh? Làm gì khác biết, cho tao ta. Ấy nhờ. Đấy, chín rồi. Để tao vớt ra nhá. Đây, tao lấy cái đĩa. Đây, anh thấy chưa? Thơm hết. Ý giời, mềm lắm. Rồi. Rồi, bây giờ nhá, chúng ta sẽ thắng đường để cho đường chuyển sang màu nâu nâu nó giống caramel đấy. Đấy. Để làm gì anh? Để chấm chứ còn làm gì nữa. Nhìn thế này. Thơm thế anh Hiếu ơi. Chứ còn gì nữa. Khen tao khen cả ngày. Tao làm cái gì là ngon thì thơm. Thôi, thằng Tuấn, bổ ổi ra cho tao nhá. Nhớ là đừng bổ bé quá, đừng bổ to quá, hiểu không? Bổ làm bốn.
Rồi, bây giờ tao sẽ vắt thêm một tí chanh vào cho màu nó đẹp nhá. Sau đó thì chỉ việc là tưới cái nước đường này vào ổi thì là ăn thôi. Bây giờ tao sẽ tưới cái nước đường này vào ổi thế là ăn thôi. Giờ mỗi đứa đưa đũa chén thôi. Mềm mềm thơm thơm ngon thật đấy. Ở bên trong thì ngọt thanh, bên ngoài lại có thêm lớp đường nữa. Ui, ăn như ổi luộc ạ. Ừ, còn thế ăn ổi luộc vị nó không giống ổi luộc, chẳng lẽ nó giống khoai luộc à? Anh Hiếu ơi, anh siêu thật đấy. Ừ, lại khen thừa. Ăn lên đấy. Đàn đàn tao có sô cô la với cả sữa chua. Úi giời, toàn đồ ngon đây. Bạn bè thân lắm tao mới bảo với nhá. Ê, chuẩn luôn. Chấm thôi. Chấm đi. Tao chấm sữa chua trước ấy. À, tao chấm sô cô la. Để tao chấm. Ngon. Sô cô la, sô cô la. Thì ra là như thế à? Mọi người ơi, đừng có tin. Bây giờ nó ăn vào máu rồi. Thế này nhá, một là đi gặp bác sĩ, hai là cho vào gặp thầy giám thị. Ôi giời ơi, chúng mày, chúng mày cái gì hả? Bọn tao tí xón ra quần đã phải xin cô giáo về rồi. Giờ chúng mày là bọn tao xón thật cho đây này. Bây giờ thực ra là không đi được nữa rồi. Tại chúng mày đấy, làm thế nào bây giờ? Thì ai bảo các anh nói dối nhiều quá, bây giờ nói mà em không tin. Ôi giời ơi. Giời đất cái gì? Từ nay bỏ cái thói lừa lọc, dối trá đi. Nghe chưa? Không là hậu quả còn nặng hơn ngày hôm nay đấy. Nhớ rồi.